Sẽ có thêm cái hương vị trà xanh nữa ha, mình sẽ gọi nó là pudding trà xanh ha. Thì một số cô xin giới thiệu một số nguyên liệu mình cần chuẩn bị: cream cheese, đường cát, sữa tươi, bột trà xanh. Bột trà xanh mình sẽ pha với nước ấm, mình sẽ pha lại với nước ấm ha. Rồi trứng gà thì mình sẽ dùng những cái những dụng cụ của mình đựng cái sản phẩm của mình pudding là những cái hũ thủy tinh này ha. Và hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho mấy bạn thêm một cái hình thức mới, đó là mình sẽ làm cái ly bằng sô cô la, ly và chén bằng sô cô la, và mình sẽ ăn luôn cả nó luôn ha. Thì ở đây cái dụng cụ mình sẽ sử dụng là những cái ly giấy ha, và những cái miếng nhựa của cái dĩa thực phẩm của mình sử dụng một lần á, mình sẽ sử dụng nó. Và sô cô la trắng, tùy theo mấy bạn thích làm cái ly màu đen hay là màu trắng, hoặc là làm màu thì mình sẽ pha màu vào, thích cái ly màu nào thì mình sẽ làm màu đó ha. Mình sẽ chưng cách thủy cái sô cô la này lên nè cho nó loãng lên. Nó loãng lại. Khi chưng xong rồi mấy bạn sẽ để ở ngoài nha, mấy bạn đừng có để trực tiếp ở trên bếp, để cái sô cô la mà nó không có bị chai. Mình chưng cách thủy lên. Giờ mình làm cái ly trước, xong rồi mình sẽ đánh cái hỗn hợp. Trong cái thời gian mình chờ cái ly nó cứng rồi đó, mình sẽ làm cái hỗn hợp này sau ha. Giờ mình làm ly trước nha mấy bạn. Rồi mình sẽ dùng cái ly giấy, mình sẽ nhúng vào. Mình nghiêng làm sao cho nó cái sô cô la nó bao phủ hết cái ly của mình nha. Mình muốn cái ly của mình dày thì mình sẽ nhúng hai lần ha các bạn ha. Đây cái ly mình sẽ làm dày luôn. Tí xíu sô cô la nó hơi xe lại mình sẽ cho vào tủ lạnh ha. Còn mình sẽ nhúng lần thứ hai. Rồi giờ mình sẽ tiến hành làm cái hỗn hợp pudding ha. Trứng gà, đường, sữa mình sẽ cho vào cái hỗn hợp, mình sẽ khuấy lên, xong mình sẽ rây mịn lại, mình sẽ cho lên nấu. Mình nấu cái hỗn hợp này trước nha. Nếu mà mình sẽ sôi lên ha, mình không có quậy. Sau khi nó nóng lên rồi ha, mình sẽ cho cái phần gelatin này vào. Gelatin mình ngâm nở cho mình khuấy nhẹ ta. Mình khuấy nhiều á là nó sẽ tạo cái phần bọt lên nhiều. Mình sẽ cho phần bọt vào. Tắt lửa từ đây. Cho phần bọt trà xanh vô làm tắt lửa. Mình sẽ cho cái hỗn hợp này nó hơi nguội chút xíu, rồi mình sẽ đánh cái phần cream cheese whipping mình sẽ cho vào luôn. Cái phần cream cheese này mấy bạn để cho nó lỏng mềm ra rồi mấy bạn đánh nha, để cho cái phần cái rim tiêu thì nó mịn hơn khi mà nó lấy từ trong tủ lạnh ra, nó đông lắm, không đánh thải đâu, nó mịn thải đâu.
cái lớp này ra ha, gỡ cái phần này ra. Sau khi mình cho cái hỗn hợp này vào rồi mình sẽ cho vào tủ lạnh ha, để vài giờ cho nó đông. Rồi mình sẽ dùng cây dây lưu băng á, mình sẽ làm đều cho nó dễ thương chút xíu. Sau khi mình trang trí cho nó xong, mình đã xong hoàn thành sản phẩm của mình là pudding trà xanh. Các bạn thấy